Ủa, gì giật kìa, em thấy trắng trắng. Ê, được nha. Ê, từ từ. Ôi ơi. Xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi ngủ bụi tiếp cả nhà ơi. Hôm nay Nghĩa đi câu văn nha, chứ không có đi giữ đăng. Nghĩa đi giữ câu. Tại vì nay mình câu cũng hơi xa bè cả nhà. Cho nên Nghĩa chạy vô lại là đây ngủ luôn. Giờ này thì chắc cũng 12 giờ đêm cả nhà. Nghĩa mới thả câu xong. Này Nghĩa câu tới 2 đồng câu đó. Hết luôn khoảng 400 mấy dùng lưỡi cả nhà. Nghĩa thả một bên mé bên đây với lại bên mé bên kia. Thả dài vô chổng. Hy vọng là hôm nay sẽ may mắn nha. Trong đây thì không có sóng điện thoại luôn cả nhà. Rồi, 1 giờ rồi. Gì mà nãy Nghĩa nói mới 12 giờ. Tranh thủ chập mắt chút xíu rồi sáng nay dậy sớm đi kéo câu ở nhà. Ra rồi, nó chạy quá nó trôi câu đuổi cổng ra luôn. Cái gì vậy trời? Nổi này chạy hết luôn. Vô hèn chi. Trời ơi. Ra dọn trời hả ông ngoại? Có bà ngoại xuống không? Có. Dạ. Có mình ông ngoại hay có bà ngoại xuống không? À dạ. Tiêu à. Kiếm gì ta? Trời ơi. Không bị đâu luôn. Nó sao anh câu kiểu gì kỳ vậy? Trời. Nó chạy quá. Trôi chứ bộ anh muốn thôi mà. Sao nó trôi gì dữ vậy trời? Rồi nó chảy. Chảy không có gì. Ừ đừng câu luôn rồi. Ghê gì ta? Cháu anh buộc đầu dưới anh ngủ anh đâu có biết. Giờ kéo lên đi cái gì tính gì đó. Muốn cây muốn đồ quá trời luôn rồi. Ngán câu trong rạch là gì đó. Sợ nó quết cái ngán cây cái này nó lâu đi hết rồi. Cái này anh nghĩ có quết cái nhánh cây đâu đó rồi. Nay chưa có cớ làm câu mới, nay có cớ làm câu mới. Rối một nồi luôn rồi. Lạnh thiệt. Mình nghĩ nó
cây đó mà nó máng vô đường câu rồi chút xíu được chưa nổi. Đây có hàng, có hàng luôn ơi, hàng về, hàng về. Đây cái giọt nghe, cái giọt bự quá. Ôi ôi hàng khủng, hàng khủng. Đền hai chồng thái đường câu nữa mà. Báo nữa à. Đây là dán câu trúng trúng rồi sao mới có tiền đền câu nữa. Nó mới gẫu. Thì câu của Thái Phượng không biết tóm lưỡi á. Có mấy lưỡi trắng trũng luôn. Trời, cá gì vậy hả? Ồ, giống cá chẻm quá ta. Không phải con cá đói, cá gì mình bự lắm. Cá chẻm. Ôi, dính cá luôn. Dính cá ngát luôn nè. Cá nó quấn một cây dây đây nè. Chơi kỳ quá. Vậy đây mà biết sao câu nào còn tiếp nạn thứ 82 trong rạch. Hai đứa nó cỡ nhau. Đây mới gọi là thảm sâu. Ôi ôi. Về đây câu nào chịu nổi. Không biết bắt đầu đi đâu đó. Dựng cái cây lên kìa. Nhanh quá thì cây luôn. Ôi trời ơi. Cá. Cá gì vậy? Vì cá nó quấn vô cây nữa. Cá này bự có, ôi giặt dữ vậy.
Có gì giặt nè, em thấy trắng trắng rồi. Ê, được nè. Ê, từ từ. Giặt nè. Ê, thì giờ làm như lửa trên có cá luôn á. Bị dính lại cái đầu. Đấy, quậy nó đi. Lửa trên có cá luôn, hoa hai vậy á. Hay là dính cây vậy. Sao cá đây cỡ cỡ gì không nè? Nó bự không. Ừ. Để nó kém kém là có hoa đó. Ngoài xong không giống câu cả nhà, cái te nhiều quá. Này te dữ lắm. Canh canh không nổi đâu, không lẽ mình được sang đêm. Không lẽ người ta đi te mình cũng đi te theo. Mình không te mình cũng thích. Mùa tôm nè, ta đi te thôi. Đi đi chợ. Hầu như lưỡi nào cũng dính cá. Lưỡi nào cũng có cá. Kiếp nạn nữa chứ. Giờ chút nguyên đường câu đó mình gom lên mình dục đâu đây trời. Đường câu nó tao mệt quá rồi cho tao nghỉ. Với cái dây câu tơ này em không thích dữ. Dễ quấn. Ừ. Khó khó phao vậy đó. Ủa vô con cá chẽm. Bự không? Táp đó. Táp cái đói đó. Mẹ muốn quay qua một con ở bay luôn. Bự không? Mấy 2 kg. Cái này có lưới ghê ha. Đẹp này cá chẽm dữ. Lưới cá chẽm á ghê. Cái gì cá nè. Đèn. Giật không? Giật không? Làm con ơi. Giật, giật đi. Cá bự hơn nãy giờ hết. Giỡn mày. Không vui rồi. Vui rồi. Chạm nhau không à. Lứa luôn á anh. Giật chát lại đi. Giật chát lại đi. hai đường câu hồi nãy giờ gom lại chưa được ăn thùng nữa. Không chắc được thùng. Dạ thương thùng nữa. Ừ. Còn thùng nặng đi vớt vác lại nữa. Ê anh còn đường đăng còn nhầm đăng đợi hai chồng mình ở đây về đi nhận kịp không trời. Nước này sao? Ê, như đây cũng được cả hai cái máy rồi để cho bộ ít vậy. Như đây nè ba cái cá. Ừ kiếm tiền đặng đền đường câu rồi. Nhiên đang làm đó thì cứ nghỉ đi để kiếm chuyện làm. Để kiếm chuyện. Em cũng phao hầu phụ anh đường câu mỗi lưng có cá hả. Con này bự lắm em ơi. Lạng lạng lạng. Bự lắm. Ôi. Hả? Ôi ôi ôi. 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 Thằng khủng, thằng khủng. Chạy luôn rồi cả nha. Vô. Ui. Vô, đưa anh cái giật, đưa anh cái giật. Ủa nó lâu cái tay em đi luôn.
nó lôi cái tay đi vù. Vô. Trời, sao cha để cho rút lại không khóc. Cá. Ngộ nó bự cái nhà. Cái đường câu đi vù luôn. Rồi đường câu này không kiếm cây ngon lắm. Rồi tới chỗ có kiếp nạn rồi. Rồi có tiền làm câu rồi. Con cá nãy anh Nghĩa vớt nó có lặn, giờ nó có lặn luôn anh. Dây xiếc. Ừ, dây xiếc đó. Nè, anh đi câu là em đã suy nghĩ rồi. Nói sáng nay mình có mười mấy ký cá ngát mình đi bán rồi, vui quá mà dốt cuộc. Mơ mộng thở quyền. Cây ơi, cây này ta đã bị cây ơi. Này đúng kiểu gặp ma cây. Bây giờ anh ấy đi dạt cá qua bên, bỏ thùng câu xuống đi, đặng gom câu rối lên dục, kiếm chỗ nào dục chứ đâu có dục để bỏ ở đây được. Bỏ ở đây trôi vô đáy dính nọ của người ta mất. Dạt cá qua bên ha. Cây gì mà nó dẻo quá mà. Ồ, dính cá nữa rồi. Dẹn quá. Chị nói vậy mua hộp vịt lộn ăn xả, ăn nặng xả xui nha. Ồ, đang dưới mà dính cá cái mấy cái ảnh vui lại liền nè. Hai thùng câu này câu cỡ 1 ký mồi không anh? Cá bự không anh ha? Vô mà. Vô. Này gặp ma cây. Anh nói sao? Cái này mới là Hugo nè. Hugo nè. Thả nó luôn đi anh ơi. Trời ơi, cả nhà ơi, kiếp nạn nữa rồi. Anh Nghĩa gom hết về luôn chứ đâu dám để lại đâu. Dướng lưới dướng đầu người ta. Khóc luôn. Đấy, đi về cắt câu đó ra. Dục. Đem về cho nó dục đi phòng rác luôn. Gì đốt. Đốt hả? Ê, anh bỏ xuống đây luôn đi, chút rồi cho Thái có về nó đem về luôn. Ngày này mình được có 5 con rồi cả nhà ơi. Cá bự bự không đã ghê, mập ú. 5 con này chứ cũng được cũng cả 4 ký à. Nè cả nhà. 4 ký 7, chữ rổ 7 gram còn 4 ký đúng luôn.
Giờ nghĩa để nguyên rổ đây luôn, chút xíu nữa bưng đi luôn, không còn sang tới sang lui. Đường câu này không gặp nạn, nói chung cũng ngon đó cả nhà, cũng có cá ăn nè.